Xin chào tất cả mọi người. Nay càng bên em mới về được một con cưa STN MS382 hàng chính hãng. Con này được sản xuất tháng 3 năm 2022 này. Cực mới luôn. Rất đẹp luôn nhé. Con này thì mới về nên là chưa có vệ sinh rửa gì nhá. Còn nguyên đất bụi này. Rất là mới. Này là dơ thôi chứ còn sơn xước của nó là còn rất là ok nha mọi người. Lạm xích zin hết nhá. Lạm xích zin hết này. Lạm xích zin luôn. Đây, mặt lốc của nó đây. Chọn để xem. Bao mới luôn. Ui giời ơi. Trắng sáng luôn nha anh em. Hay vệ sinh rửa lên để khỏi suy nghĩ. Nhà nào có nhu cầu mua máy STN 382 cũ mà còn đẹp ấy thì liên hệ qua cho bên em nhé. Tiền nào vài đó, đẹp ra đẹp, xấu ra xấu. Mua hàng thì mình cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0932871991 này Hà nhé. Bên em có ship hàng toàn quốc luôn nhá. Xây giật nắm thật chưa đứt luôn này. Nguyên zin. Còn mọi người xem video nhớ chia sẻ video, ấn đăng ký kênh, ấn like video ủng hộ cửa hàng em nhé.